nay chúng tôi đang có mặt ở Siam Center để đáp ứng nhu cầu ăn uống của con vợ tôi, là nó đòi ăn cua mà trong lòng trung tâm. Cái cua gì không biết nữa, ai chỉ Hàn Quốc. À, đi qua Thái ăn cua Hàn Quốc, ok. Mà cái địa chỉ thì nó không biết, nó có cái tấm hình nè. Bây giờ tôi gọi Google, nó chỉ tôi có một cái quán ăn cua Night to Meet You, tên là Night to Meet You, ở cách đây 18 cây số. Meet You, không phải 18 cây số. Có 2 phút đi bộ à, 140 mét. Em có chắc là cái quán đó không? Đúng rồi, chắc chắn luôn. Rồi, vì mục đích ăn uống tôi đành chấp nhận. Dưới cái nắng 40 mấy độ, 40 mấy độ cháy đông rồi. Nhưng mà khi mà ăn ngon anh sẽ quên mất cái nắng này. Rồi, ăn đi cho vừa lòng. Dạ. Cuối cùng cũng đã tìm được cái quán ăn cua ở Thái mà ăn đồ Hàn Quốc. Vừa lòng con vợ tôi chưa? Nhưng mà tại vì nó ngon, tại vì cái món này là cái món mà anh thấy bên Hàn Quốc người ta ăn rất là nhiều, nhưng mà Việt Nam mình không có, cho nên chúng ta phải chạy vậy thôi. À, sao? Sau nửa tiếng đồng hồ đi lần quần ở Siam Giảm, cuối cùng chúng tôi vòng lại ngay cái chỗ mà hồi nãy cái xe túc túc nó thả tụi tôi xuống đây. Cái quán nó nằm ngay chỗ này luôn. Tại người ta chị anh không thấy chứ bộ. Gành đường quá. Đây, vô ăn đi, vô ăn bỏ đi. Bà đi ăn, bà đi làm tóc. Đi ăn. Đi ăn chùm cái đó lên chi vậy? Thấy đây hàng bên thì hàng này hay không? Nó cho cái bọc này để mà mùi thơm nó không ám vô, hay không? Hay không? Đúng rồi, sao nó không phát luôn cái áo mưa để nó khỏi ám vô bộ đồ. Thôi đi, áo mưa rồi sao ăn? Rồi quán chi tiết được quá ha. Quán đâu? Thôi tôi có cảnh ha. Tại đó, cho người ta biết tôi mới ra thịt nướng về. Tự nhiên đi ăn thịt nướng về không có mùi. Mà đặc biệt ở cái quán này nha, là nhìn xung quanh toàn là người Thái không? Có nghĩa là ở quán này dân địa phương ăn rất nhiều. Xung quanh là tôi không nghe tiếng nước ngoài luôn. Đây là Thái Lan mà mình Thái không lấy Hàn Quốc. Phải, ý là cái quán ngon thì dân địa phương người ta mới tới nhiều. Chứ mà mình đi thường là đi du lịch, mình đi tới mấy cái quán là toàn là người nước ngoài, không du khách không à, là nó sẽ không ngon lắm đâu. Bán du khách mà. Cái quán này là nhìn xung quanh là mấy em học sinh người Thái rồi. Bữa tiên ăn ở đây rất nhiều. Có nghĩa là ở đây đồ ăn rất ngon. Có mấy em mới trốn học đi. À, hôm nay như đang quan được nghỉ học mà. Hôm nay ông vua đang quan. Mà tôi coi cái đoạn diễu hành của ông vua đi, từ rồi tối hôm qua tới giờ không biết về tới hoàng cung chưa nữa, thấy đi một bước. Theo tôi được biết là khỏi gì luôn, đi cái tờ sáng một đó. Đây là lý do vợ tôi rồi đi Thái. Đây là cái phần cua sống nha, cái món gà tôi lo cho Hàn Quốc ở trong cái phim thì sao cho anh tới á, khi cô Diễm Minh Chính lên cổ, cô ăn cái món này mà mình đang chiếm hụt luôn. Bây giờ mình có cơ hội mà đi đến thử cái món này. Tôi bảo đảm luôn, ăn không biết ngon hay không, biết cay là nó cay lẹ luôn cho coi. Cái món phụ, món chính đã xuất hiện. Giờ ăn thử cho quý vị coi coi nó ngon như thế nào. Phải tốn bao nhiêu công sức nữa mà qua tới được Thái. Anh ăn thử trước đi, thử đọc trước đi. Nhắm vô nước sốt. Cái nhà hàng rất là hay, tất cả những viên. Nó sống á, giống như là đang ăn ba khía vậy. Ngon không? Lạnh lạ giống như là đang ăn ba khía vậy. Mà đặc biệt là cái gạch của con cua á, nó rất là thơm, nó bùi lắm. Còn sống ăn gạch nó ngon vậy hả ta? Ngon lắm hả? Nè, ta. Rất là hấp dẫn. Chị có miếng cua gạch không nè? Đó, có miếng